Vừa qua, công ty Than Hạ Long tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại. Sau 10 ngày làm việc, 2.448 người lao động đã được các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp khám. Các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng, hàm, mặt, da liễu làm các xét nghiệm máu, nước tiểu, tiến hành xét nghiệm chiếu chụp X-quang, siêu âm. Khám sức khỏe định kỳ là hoạt động thường niên của công ty Than Hạ Long nhằm giúp người lao động nắm bắt được tình hình sức khỏe, thông qua đó phát hiện sớm triệu chứng, dấu hiệu bệnh, chủ động phòng và chữa trị. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ này không chỉ đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định, mà còn thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đối với đời sống và sức khỏe của người lao động.